Hải Dương từ lâu vẫn được biết đến là đất học nổi tiếng của xứ Đông. Mảnh đất này đã sản sinh ra rất nhiều hiền tài tiến sĩ cho đất nước qua các thời kỳ lịch sử. Truyền thống khoa bảng đó đã góp phần không nhỏ vào việc hình thành nên những làng nghề nức tiếng cho Hải Dương, mà điển hình nhất là nghề làm lược bí ở làng Hoạch Trạch thuộc xã Thái Hoc, huyện Bình Giang. Nghề làm lược bí cũng có tổ nghề như nhiều làng nghề khác. Người đã đem nghề này về dạy cho dân làng Hoạch Trạch, hay tên gọi khác là làng Vạc, chính là cụ Nhữ Đình Hiền. Người làm quan giữ đến chức thượng thư bộ hình thời Lê Hy Tông. Sau khi mất, người dân đã nhớ ơn lập đền, tôn cụ lên làm tổ nghề để thờ. Hiện nay, ngôi đền nằm ở thôn Sồi Tó, xã Thái Hoc, huyện Bình Giang. Đây gọi là đền thờ của ông Nhữ Đình Hiền, ông tổ làng nghề lược bí. Thế ông Nhữ Đình Hiền là người trong họ chúng tôi được đi sứ. Thế là sau khi đi sứ, ông đã mang cho một cái nghề cho quê hương là cái nghề làm lược bí. Đến nay đã là 335, nghề này duy trì đến bây giờ. Thế và đây là nơi đền thờ của ông Nhữ Đình Hiền, và tức là thờ phụ thân của ông Nhữ Đình Hiền. Cái đền của ông đây đã được nhà nước xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1993. Với hơn 300 năm tồn tại và phát triển, nghề làm lược bí cũng trải qua bao bước thăng trầm. Chuyện mai một làng nghề khi xã hội phát triển là điều không thể tránh khỏi. Nhưng không vì thế, người dân làng Hoạch Trạch bỏ đi nghề của cha ông mình. Trong làng hiện vẫn có khoảng trên dưới 100 hộ làm lược bí. Là người có hơn 30 năm làm nghề, bác Nguyễn Văn Thành nằm trong số những thợ có kinh nghiệm nhất trong làng. Theo bác Thành, chiếc lược tuy trông thì rất đơn giản, nhưng để làm ra nó lại phải trải qua rất nhiều công đoạn khác nhau. Thế nếu mà công đoạn chính ấy, thì có đó có độ khoảng vào độ 20 đến 22 công đoạn chính. Thế còn các cái phụ, ví dụ như là mình làm các cái việc phụ quá thì người ta không gọi thôi. Còn gọi đủ cả là phải 36 động tác. Tre lành hanh sau khi lấy về được chẻ thành các thanh nhỏ bằng 3 đầu ngón tay. Người thợ sẽ đan thành các phên nhỏ và đem đi phơi 7 nắng, cho tới khi vỏ tre chuyển sang màu trắng ngà là có thể dùng được. Làng tôi mà làm được là phải kiếm bằng được cái cây bành hanh. Cái cây nành hanh này thì nó có ưu điểm của nó có nghĩa là gióng nó dài. Và nó vừa tầm, nó không giòn mà nó không dai, mà nó có độ bền của trong cái lĩnh vực để làm cái răng lược. Cái này hay này thì chúng tôi được đa số khai thác ở trên Hòa Bình là nhiều nhất. Chủ yếu là Hòa Bình thì mới nhiều. Mà cái màu và cái gióng của nó mới dài. Mà về đây là gần như là gióng nó dài như này thì người ta làm nó mới luột. Nó luột cái các cái răng lược này được. Sau khi tre lành hanh đã khô kiệt nước, người thợ sẽ bắt đầu tiến hành công đoạn sơ chế nan. Việc sơ chế nan sẽ quyết định đến chất lượng to nhỏ của răng lược. Chính vì vậy, việc sử dụng nan lớn hay bé đều phụ thuộc vào ý định của người thợ ngay trong lúc chẻ tre. Công đoạn tiếp theo được gọi là tinh chế nan, hay người dân làng Hoạch Trạch vẫn thường gọi là kéo dẹp. Việc tinh chế nan là công đoạn quyết định tới chất lượng và vẻ đẹp của răng lược. Vì vậy, người làm công đoạn này phải là thợ lành nghề lâu năm. Mình đóng cái con dao và cái cọc ấy, quê tôi nó gọi là cái cọc nhột để nó dựa vào đấy. Tức làm sao để cho cái khuôn này nó cố định như thế. Nó cố định, tức là không được dày, không được mỏng. Dày mỏng là do cái người kéo, người ta cố định cái như thế rồi, cái cỡ của người ta như thế rồi. Ví dụ 10 cái nó ăn vào độ khoảng 1 cm, thì nó cứ 10 cái là ăn 1 cm. Nếu như mà nó lên 11 cái thì là lan nó lại mỏng đi.
tùy theo cái người ta làm cái lược ra. Thế như cái lược này tôi cầm là người ta có khi phải tới 45 khúc mới được 1 cm chẳng hạn. Nhưng cái lược hàng như tôi khi làm thì chỉ 8 đến 9 khúc đã được 1 cm rồi. Đấy, nó là như thế. Cái khâu kéo dẹp của làm cái răng lược ấy là quan trọng nhất. Bởi vì nó làm cho cái răng lược này mỏng dày là do mình. Kéo càng đều thì là nó lại càng đẹp cái lược. Nếu mà anh nào mà vụng mà mới học thì bao giờ người ta không cho làm cái khâu đấy được. Tức là làm cái sơ chế thôi. Còn cái đấy là gọi cái tinh chế, là những người là phải đã có từng kinh nghiệm rồi thì mới làm được cái đấy.